Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 413 Bắc Tống Phong Đô. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách là bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động viên Đình Duy theo số tài khoản đã ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây là Bắc Tống Phong Đô, tập 413. Dương Bảo Sứ đừng tức giận, đừng tức giận, việc này thường lượng được, thường lượng được. Dương Phạm và vàng đứng lên giảng hòa, lại nói, dù mà sứ, chúng ta chỉ là thương lái lương thực, người bảo chúng ta bỏ tiền ra, chúng ta có thể đáp ứng, nhưng vấn đề là chúng ta không có khả năng sẽ đem tiền ném tới thổ viên, mấu chốt là ở thổ viên chúng ta có thể làm được gì đây. Lê Kỳ nhẹ nhàng cười, không khí nhất thời dự đi một chút, liền nói, hồi nãy có phải ta đã nói rồi sao, các người trước tiên tự mình nghĩ xem, nếu các ngươi không có phương pháp xử lý nào tốt, như vậy ta cũng có thể giúp các ngươi một chút. Dương Phạm vội nói, Xuân Mật Sứ mời nói. Lý Kỳ nói, các ngươi, cái các ngươi thiếu chỉ là hạng mục đầu tư mà không phải là tiền vốn, nhưng trên đời có rất nhiều hạng mục vô cùng tốt, hoặc là nói nhiều phát minh vô cùng đáng giá để mở rộng. Nếu chính các ngươi không có kế hoạch tốt, như vậy ta đề nghị hãy áp dụng phương thức hợp tác. Thương vụ cục sẽ an bài một đại hội hạng mục để cho những thương nhân nhỏ có những hạng mục tốt nhưng lại thiếu tiền vốn, mang sản phẩm của mình đến thương vụ cục, mà các ngươi chỉ cần dùng cứu giác nhạy bén của mình đi tìm đồng bạn hợp tác với mình sau đó đi thổ phiên đầu tư. Những đại hội như thế này đã không phải là được làm lần đầu tiên, mục đích chính là vì bồi dưỡng thêm càng nhiều thương nhân nhỏ. Hùng Trung liền lên tiếng, nếu là có dự án tốt ta cũng không phản đối. Những người còn lại thì đều gật đầu tán thành. Lý Kỳ cười nói, tốt lắm. Về phần mọi người bỏ ra bao nhiêu tiền thì chỉ cần xem phần mặt mũi của ta đây có bao nhiêu thôi. Nói đơn giản một chút, chiến tích của ta tốt, việc kinh doanh của các người sẽ càng tốt. Bởi vì để cho ta cũng có một chút tự thi nở trước mặt hoàng thượng nói chuyện cho các ngươi các ngươi cần ủng hộ ta, ta đồng dạng cũng phải ủng hộ các ngươi. Đạo lý này tin tưởng mọi người đều hiểu được. Chúng ta hiểu được, tốt lắm. Sau khi yến hội kết thúc, tất cả mọi người đều cáo từ. Lý Kỳ cũng nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở trên ghế lau trán. Sư phụ, chắc Lâm lặng lẽ đi vào trước người Lý Kỳ nhỏ giọng hô. Ê, gọi ta là xu mật sứ. Ta hiện tại thật không có tinh lực đi sửa chữa 18, sai lầm lan tràn mà cô đã phạm vào. Lý Kỳ vẫn còn khép hai mắt. Vâng, chắc Lâm vẻ mặt xấu hổ lại nói xin hỏi sơ một xứ thương vụ cục vẫn luôn làm những chuyện như vậy sao có ý tứ gì chính là ngươi ngươi làm như vậy có gì khác biệt với tư tưởng cho và nhận đâu ngươi giúp bọn họ giành được ích lợi cũng dùng cái này yêu cầu bọn họ ủng hộ cải cách của ngươi để cao thành tích của ngươi từ bản chất mà nói thì không có chắc lâm sửng sốt đích kia mở mắt ra nói trước kia triều đình không cần làm như vậy bởi vì triều đình đã dùng siêu cao thuế nặng dườm già để thu nạp lại toàn bộ tiền tài của bọn họ còn nếu không lấy lý do siêu cao thuế nặng từ bản chất mà nói chính là tương đương cơ bóc Ta nghĩ đến cách trao đổi lợi ích này cuối cùng sẽ tốt hơn là cướp bóc. Đây là một loại tiến bộ, cô nghĩ sao? Chắc Lâm ngẩn ra, không phản bác được. Lý Kỳ cười nói, cô phải nhớ kỹ một điểm. Thương vụ cục không phải một quán rượu, không phải một cửa hàng. Một mặt theo đổi lợi ích của bản thân, thương vụ cục chỉ là một mọi người cùng thắng. Vì thế thậm chí có thể hy sinh lợi ích của một bộ phận người nhỏ hơn, là việc gì cũng đều phải lấy đại cục làm trọng, hiểu chưa? Tại thiếu tể phủ, không hổ là xu mật sứ nha. Bà lính tận dụng của mọi thứ này thật sự là lợi hại. Ngày đó rõ ràng đang đàm phán về chiến tranh kim hạ, hắn cũng chỉ tùy tiện xen vào một câu về chuyện lương thực. Không thể tưởng tượng được cũng là chuyện mà hắn đã sớm dự mưu rồi. <laughs> Kỳ thật cho dù cái đám thương lái lương thực này không đi cầu hắn, hoàng thượng cũng vô cùng có khả năng sẽ áp dụng thu mua lương thực. Nhưng như vậy sẽ là để cho danh vọng của số mật sứ tăng lên nhiều trong lòng thương dân. Triều đình cũng sẽ trở nên càng thêm ỉ lại hắn, chỉ cần cả cách kinh tế vẫn còn tiếp tục, như vậy hắn liền vẫn như núi thái à? Tần cối vừa nghe xong Trương Xuân Nhi thật đại diễn biến, chỉ biết lắc đầu than thở. Trong giọng nói còn có chứa một tia bất đắc dĩ. Trương Xuân Nhi nói, Từ khi thương vụ cục tập thành tới nay, phạm là thương nhân thì đều muốn cầu cạnh thương vụ cục. Bất kể là ai làm kinh tế sở đều sẽ nhận được sự ủng hộ của thương nhân. Tần cối vẹo con ngươi thoáng nhìn, đổi lại là cô thì sao? Trương Xuân Nhi vô cùng nghiêm túc nói, Bây giờ ta còn chưa có bản lãnh ngánh vác một phần trọng trách này, nhưng từ mấy ngày ta vào thương vụ cục đến nay cũng đã học được không ít đợi một thời gian ta tin tưởng nhất định có thể đảm nhiệm không kêu không nóng nảy lại không khuyết thiếu tin tưởng ta quả nhiên không có nhìn lầm người trong mắt của tân cố hiện lên một chút tán sắc cười gật đầu trương xuân nhi cũng chỉ nói nhưng thương vụ cục từ khi mới thành lập vẫn ở trong tay xu mật sứ ngày nào đó kinh tế sử sinh xong khẳng định sẽ còn tiếp tục đảm nhiệm kinh tế sử chuyện này rất khó dao động ở trên đời này vốn không có chuyện gì tuyệt đối cả tân cối ha hả cười nói Trước kia ta không đọc đến thương vụ cục, đó là bởi vì ta chưa tìm thấy một người thích hợp để thay thế. Đời Kim Hoàng thượng có thể nói là anh minh nhất đại tống ta từ khi khai quốc tới nay. Là một hoàng đế, ý sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà không chú ý đến đại cục. Vì thế không tiếc nhắc lên sai sót to lớn của thiên hạ mà bắt đầu dùng bạch nương tử làm kinh tế sử. Nhưng hiện tại bất đồng, ta đã phát hiện một ứng viên thích hợp. Ta cũng có thể vì thế mà làm chút chuyện rồi, làm cho số một sứ biết rằng tần cố hít ta đi theo hắn nhiều năm như vậy cũng không phải là không học được cái gì. Trương Xuân Nhi cười nói, tin tưởng số một sứ lúc bắt đầu vốn không có ý nghĩ này. Tân Cối nghe được cười ha ha. Trương Nương Tử không hổ là thương giá, thực sự là biết ăn nói. Hoàn nhân hy liệt, sai người ra roi thúc ngựa, đem kết quả đàm phán đưa tới Thượng Kinh. Không tới vài ngày, phía Thượng Kinh Kim Quốc lên truyền đến tin tức. Từ khi Kim Quốc kiến quốc tới nay, lần đầu thừa nhận vấn đề sở hữu Bảo Châu, và cũng thừa nhận liên minh đại tống cao đi nói cách khác, phía Kim Quốc nếu còn muốn động võ đối với Cao Ly nhất định phải được sự thông qua của Đại thống. Trừ phi Kim Quốc không đem Đại thống để vào mắt nữa rồi. Kỳ thật đây đều là chuyện trong dự liệu của Lý Kỳ. Bởi vì việc này đối với Kim quốc mà nói chẳng qua là ít đi một lý do tiến công Cao Ly, nhưng chỉ cần người có tâm, còn sợ không tìm thấy lý do sao? Nhưng ích lợi đổi được về thì lại vô cùng lớn. Biệt lương sau khi biết được tin tức này cũng lập tức phát biểu rõ ràng, không hề thừa nhận sự thật Tây Hạ độc lập. Đổi nói cách khác chính là triều đình Tống sẽ không lại có bất kỳ lui tới nào với Tây Hạ. Mặc dù trước hết cũng phải thông qua Kim Quốc, nhưng Đại Tống vẫn chưa phản đối lui tới mậu dịch giữa hai phía Tống Hạ. Về phần các thị trường giữa Tống Kim, triều đình Tống cũng không có đóng cửa, mà là nhận thầu cho tư nhân. Tuy nhiên nói nhận là nhận thầu cho tư nhân, kỳ thật vẫn còn do Đại Tống không chế ở giữa. Mà Lý Sát Nhĩ tuy rằng khó chịu, nhưng Lý Kỳ có câu nói rất đúng hiện tại tây hạ cần không phải là một lời hứa hẹn mà là một phần tín nhiệm một phần tín nhiệm đối với thế cục trước mặt lý trân nhĩ cũng suy nghĩ rất rõ ràng tây hạ bọn họ bị diệt cuộc sống của đại tống tuyệt không yên ổn cho nên ông ta tin tưởng đại tống khẳng định sẽ giúp đỡ bọn họ vấn đề chỉ còn là giúp như thế nào nhưng trước mắt ông ta phải làm chính là nhanh chạy về đem tình huống nơi này nói rõ cho quốc chủ tây hạ để tránh quốc chủ tây hạ trong lúc này đưa ra nước cờ sai lầm Hoàng Nhân Hy Điệt sau khi cùng với Lý Kỳ nói xong một vài vấn đề về bậu dịch giữa hai nước cũng lập tức chạy trở về. Ở trong đại điện, tiếng cay vã phiền nhiễu lòng người rốt cục cũng yên tĩnh lại. Triệu Giai cũng lộ ra nụ cười đã lâu. Có thể quan tâm đến việc nhà rồi. Lý Kỳ về chuyện thu mua lương thực trước mắt tiến triển như thế nào rồi. Lý Kỳ chắp tay hồi đáp. Hồi bẩm hoàng thượng. Trước mắt bản kế hoạch đã được định ra giữa rồi. Tin tưởng ít ngày nữa là có thể đưa ra được. Triệu Giai gật đầu nói, tốt lắm, nhưng cần nhanh hơn chúng ta đợi thì không sao nhưng có một số người lại không chờ đợi được nữa rồi vi thần hiểu được hoàng thượng vi thần nghĩ rằng khả năng hoàng thượng đã hỏi nhầm người rồi người nói chuyện chính là thần cối Trợ giai sửng sốt thiếu tể vì sao lại nói như vậy thần cối nói tam ti nắm giữ tài chính chuyện thu mua lương thực này hoàng thượng không phải nên hỏi tam ti xứ trước sau chiều giai hơi có chút xấu hổ tam ti tuy rằng nắm giữ tiền tài nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi thương vụ cục mới là người định ra kế hoạch thu mua y đương nhiên là hỏi lý kỳ mà không phải là trịnh giật những lời này của Tân cối hình như cũng không phải là không có lý không khỏi xin lỗi nước nhìn trịnh giật về phần y vì sao cảm thấy có lỗi y tự mình cũng không hiểu được giống như chính là cảm thấy khá có lỗi với trịnh giật tần cối vừa tiếp tục nói hòa thượng tài chính thiên hạ quy về tam ti nhưng hiện giờ xem ra tam ti chẳng qua cũng chỉ là người giữ ngân khố quốc gia mà không có được bất cứ quyền lực gì mà quyền sử dụng toàn bộ đều là do thương vụ cục đến quyết định nhưng kể từ đó, Tam ty chẳng qua cũng chỉ là danh nghĩa của một bộ phận mà thôi. Hơn nữa, bởi vì thương vụ cục độc lập tạo thành tài trinh hỗn loạn, ở phương diện tài vụ tồn tại rất nhiều chỗ mơ hồ. Người bên dưới cũng không biết nên nghe ai thì mới đúng. Mà chấp vụ địa phương cũng không biết là nên bẩm báo về Tam Ti hay là bẩm báo về thương vụ cục. Vì vậy, Vi Thần đã nhìn thấy hai bản báo cáo giống nhau như đốt ở địa phương gửi lên. Một bản là gửi thương vụ cục, mà một bản còn lại là gửi cho Tam Ti. Những chuyện là làm nhiều công ít sẽ bất lợi với sự phát triển của quốc gia. Lý Kỳ cao mày, nhưng hai tròng mắt lại lóe ra ánh mắt hưng phấn. Trở ra dường như cũng nghe ra hàm ý khác trong lời nói của thần Cối, thoáng chìm lông mày, trầm ngâm một lát mới nói. Vậy theo ý kiến của Ái Khanh, thì phải làm như thế nào? Thần Cối nói. Nếu chế độ của triều đình là tài chính thiên hạ đều quy về tam ti, thì lý lên như vậy. Hiện giờ tài phú của đại tống ta ngày tăng gấp bội, nếu không thống nhất tài chính tiếp tục thế này, chỉ sợ sẽ sinh ra những loạn lớn vì vậy vi thần cho rằng Hoàng thượng đem thương vụ cục Hộ bộ nhất định đều quy về tam ti Được câu cuối cùng này Y nói len keng hữu lực Đồng thời cũng làm cho mọi người trong điện đều chấn động Nếu thần cối chỉ muốn đem thương vụ cục Nhập vào tam ti thì hoàn toàn có thể lý giải Không thể nghi ngờ đây chính là làm suy yếu Lực khống chế của lý kỳ đối với tài chính Nhưng câu hay nghĩ đến Y lại muốn đem cả hộ bộ Nhất tịnh đưa về tam ti phải biết rằng tam tỉnh lục bộ nguyên bản đã chỉ còn lại ngũ bộ phận mà thôi nếu lại cắt đi hộ bộ như vậy thì không phải là thành thứ bộ phận à Cơ thật quá nhiên ác độc, thật sự là rất được chân truyền tạ. Lấy Kỳ nghe được thì trong lòng thầm khen một câu. Trình giật giấu diếm thành sắc nhưng mà tâm sáng như gương. Nếu tần cối lấy tài chính quy về tam Thì làm lý do, yêu cầu đem thương vụ cục nhập vào tam ty như vậy tài chính của hộ bộ cũng nhất định bị kéo vào. Nếu như người muốn thống nhất tài chính, người chỉ động đến thương vụ cục, không động đến hộ bộ, người nào sẽ chịu phục nhỉ? Hiện tại lên bất đồng, điều này cũng có thể cho thấy một thái độ của tần cối. Cả người nhìn ra đó, ta đây cũng không phải là nhằm vào những người khác, ta chỉ vì là tốt cho đại tống phải biết rằng ngay cả hộ bộ ta cũng đã đưa ra ngoài rồi chiều dài suy nghĩ một lúc có vẻ do dự nói ái khanh tuy rằng nói có lý nhưng từ khi thương vụ cục thành lập tới nay đã vẫn luôn luôn độc lập như vậy hơn nữa cũng đã tạo ra những công hiến kiệt xuất đối với đại tống ta chấm tạm thời không muốn có quá nhiều thay đổi đối với bộ phận này tân cối lập tức nói hoàng thượng thường xuyên dạy bảo chúng thần tử rằng quyết không thể bảo thủ không chịu thay đổi câu thay đổi câu đổi mới đạo trị quốc giống như đi ngược dòng nước không tiến tức là lui thương vụ cục đích xác tạo ra công hiến kiệt xuất cho đại tống ta nhưng hoàng thượng có thể nào thỏa mãn với hiện tại vì sao không để cho thương vụ cục có thể vận hành tốt hơn hơn nữa đây nhất thời đó không phải là nhất thời thời điểm ban đầu thương vụ cục sở dĩ độc lập ở ngoài tam ti đó là bởi vì ngân khố quốc gia trống rỗng tài chính nhân lực của tam ti cực kỳ hỗn loạn nếu thêm vào thương vụ cục sẽ tạo thành một hiện tượng càng thêm hỗn loạn hơn nữa thương vụ cục cũng không thể phát huy tác dụng của nó những người tại triều đình của ta tứ hải thái bình giàu có ngàn dặm, dân chúng lên xe xuống ngựa nên là thời điểm trình đốn tài chính rồi. Mà thống nhất tài chính chỉ vì tương lai có thể quản lý tốt hơn, đồng thời cũng có thể phát huy tác dụng lớn nhất của tam ti và thương vụ cục. Phân ra mà quản sẽ chỉ làm suy yếu tác dụng của tam ti và thương vụ cục. Về phần hộ bộ sớm nên để vào tam ti. Hiện giờ hộ bộ vừa lãng phí nhân lực lại lãng phí tài lực, coi như là cá nạm gân gà. Những lời này khiến cho triệu giai bật cười không nói gì, Đích xác từ khi y vào chỗ tới nay, Đại Tấn vẫn bị vây trong cải cách, đang không ngừng bước về phía chế độ mới. Rất nhiều quy củ cũng đã bị phế trừ. Hơn nữa, thực sự là yêu cầu thần tử không thể thỏa mãn sự thật, phải dũng cảm đổi bới, như vậy mới có thể không ngừng tiến bộ. Mấu chốt hơn chính là thần cối nói như vậy cũng vô cùng có đạo lý, chỉ bằng tính chất của thương vụ cục vốn cũng nên đưa về môn hạ của Tam Ti, bởi vì phàm là chuyện qua tay thương vụ cục đều có quan hệ tài vụ, mà tam ti tổng quản ngành tay vụ nhưng đây cũng là hai bộ phận độc lập với nhau mà kệ thương vụ cục có bất kỳ kế hoạch gì vẫn phải đi tìm tam ti hơn nữa ngươi dùng giọng điệu gì để đi báo cho tam ti biết đây chỉ dùng giọng điệu mệnh lệnh hay dùng giọng điệu cấp trên cấp dưới đây chờ ngươi mất hơn nửa năm làm ra một cái kế hoạch nhưng tam ti một ngộ phổ quyết vậy những cố gắng đó của ngươi không phải là uổng phí sao thương vụ cục nhất định sẽ náo à nhưng nó đến cuối cùng thì vẫn là do hoàng thượng ra mặt điều đình như vậy liền có vẻ cực kỳ không hiệu suất một việc bé như hạt vừng khả năng cũng đều phải hoàng thượng ra mặt nếu thương vụ cục đưa về môn hạ tam ti vậy người một nhà không nói ý kiến của hai nhà như vậy đích xác có thể nâng cao hiệu suất vận hành toàn bộ tài chính của đại tống hơn nữa cũng chính là quản lý tài chính lúc trước lý kỳ đề xuất độc lập thương vụ cục cũng đúng là như lời tần cố nói ngay lúc đó tam ti rất hỗn loạn hơn nữa cũng không thể phát huy tác dụng lớn nhất của lý kỳ vì vậy bất kể là tống hy tông hay là triệu giai bây giờ vì có thể tận lực phát huy tác dụng của lý kỳ tiến hành cải cách vì vậy mới vẫn để cho thương vụ cục độc lập bên ngoài là một ngành chủ yếu thực hiện cải cách nhưng hiện tại bất đồng hiện tại nội bộ cũng đã ổn định rồi quân chính nội chính cũng bắt đầu tiến hợp kỳ nhập trình tài chính tất nhiên là không thể đi sau qua một thời gian, triệu giai vẫn còn do dự chưa quyết kỳ thật y cũng không phải phản đối tài chính tống nhất mà là sợ hãi thương vụ cục sẽ mất đi tác dụng dù sao thì thương vụ cục phát huy tác dụng cực lớn trong cải cách. liền nói, các vị ái khanh, ý kiến của các người như thế nào? Hộ bộ thượng thư hồ nghĩa ngay lập tức đứng dậy nói, Hoàng thượng, vị thần tán thành, vị thần không biết thương vụ cục là như thế nào, nhưng hộ bộ đúng như tiểu thể nói, đã dần dần trở thành một bộ phận có thể có, có thể không. Cùng với như thế còn không bằng nhập vào tam ti, như vậy hộ bộ mới có thể xứng đáng với cái tên. Chỉ cần dân cố đồng ý về công vệ tư, gã đều hy vọng có thể nhập vào tam ti, bởi vì hộ bộ không có quyền sở hữu tài sản sau khi nhập vào tam ti tuy rằng không phải là lão đại nhưng trong tay thực sự có được quyền lực hơn nữa gã còn có không gian rất lớn để bay lên một công đôi việc đương nhiên gã càng hy vọng tam ti có thể nhập vào hộ bộ tuy nhiên theo tình huống trước mắt đến xem điều này hiển nhiên là không thể nào đến triệu giai gật đầu nói ái khanh nói có lý y đối với chuyện này ngược lại cũng tỏ vẻ đồng ý kỳ thật bây giờ hộ bộ rất tốt từ khi dần cố nhậm chức tên này vì hộ bộ mà tranh thủ không hút quyền lực nhưng so với tam ti thương vụ cục mà nói thì hộ bộ trên cơ bản cũng chỉ có như vậy lãng phí nhân lực tài lực người muốn nghiêm khắc chấp hành tam tỉnh lục bộ chế về quyền cấp hộ bộ đã có tan ti hộ bộ vốn không có tất yếu để tồn tại nữa rồi còn không bằng nhập vào tan ti một lần nữa điều chỉnh như vậy cũng sẽ không lãng phí tài lực vật lực còn có thể quản lý tốt hơn khiến hộ bộ phát huy tác dụng lớn nhất vi thần cũng đồng ý tần thiếu thể nói như vậy lý cương đột nhiên đứng dậy nói tan ti và thương vụ cục có rất nhiều chỗ xung đột phân chia quyền lực cũng rất là không minh bạch hơn nữa căn bản không có khả năng phân chia rõ ràng rốt cuộc thương vụ cục là ở trên hay là ở dưới tam ti nếu ở trên vậy còn không bằng đem tài chính giao cho thương vụ cục còn nếu là ở dưới vậy đem thương vụ cục nhập vào tam ti thương vụ cục không biết tình huống ngân khố quốc gia vào thời điểm chế định kế hoạch bó tay bó chân mà tam ti cũng không biết dân kế dân sinh không biết tiền này dùng ở nơi nào mới đem như là dùng ở trên lưỡi dao hiện giờ tài chính đích xác tồn tại rất nhiều lỗ hổng hẳn là sửa chữa đúng lúc mới phải tần cối nghe vậy thì cười thầm Người thằng nhã này cuối cùng cũng giúp thăm một hồi, cũng không buồn ta lúc đầu đầy cửa ngươi đảm nhiệm là hình bộ thượng thư. Triệu Giai bắt đầu có vẻ có chút động dung. Đầu tiên là liếc nhìn Trịnh Giật, nói, Tam ti Sư, người nghĩ như thế nào? Trịnh Giật vút cảm nói, Bi Thần cũng đồng ý, nhưng giọng điệu lại lộ ra một tia tức giật. Triệu Giai gật đầu lại hướng Lý Kỳ dò hỏi. Số mật sứ, thương vụ cục là ngươi một tay thành lập, chậm rất muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Đương nhiên ý kiến của ngươi cũng vô cùng trọng yếu, Lý Kỳ trần trờ một chút mới nói. Hồi bẩm hoàng thượng, vị thần cảm thấy thần thiếu thể, hồ thượng thư và lý thiếu thể bọn họ đều nói vô cùng có đạo lý. Nhưng bọn họ tự hồ cũng không để ý đến một tác dụng vô cùng quan trọng của thương vụ cục. Đó chính là phòng ngừa sự cấu kết trong tam ti. Thương vụ cục thật ra cũng dùng để giữ cân bằng tam ti. Cái này cùng quân chính, quân lệnh tách ra đều là một đạo lý. Bởi vì kế hoạch là thương vụ cục chế định, mà tiền cũng là nắm giữ ở tam ti trong tay. Cho nên hai bên cùng có thể giám sát lẫn nhau, nếu tương của cục nhập vào tam ti như vậy đặc tính nhất định này thì cũng sẽ bị hủy diệt ta nói như vậy đương nhiên không phải là nhà vào tam ti xứ chỉ có điều điểm này quyết không thể xem nhẹ ở thời kỳ tam ti cường thịnh nhất bất kể là quyền lực hay là địa vị cũng đều cao hơn su mật Sứ và tể tướng chỉ ở bên dưới hoàng đế mà thôi bởi vì bất luận bộ ngành gì cũng đều phải dùng tiền vì vậy nhất định phải đến cầu tam ti cứ như vậy làm cho quyền lực của tam ti xứ bành trướng đến cực độ quân quyền nội chính có đều nhúng tay vào nội bộ lại cực kỳ cấu kết vì vậy, về sao tam ti sứ chia ra làm ba, kiềm chế lẫn nhau cho đến khi thương vụ cục xuất hiện trên một trình độ nhất định đã làm suy yếu rất lớn quyền lực của tam ti. Hơn nữa hộ bộ cho tàn lại cháy, đây cũng là vì sao mà triệu giai có gan một lần nữa thiết lập tam ti sứ. Quyền lực của trịnh giật cũng không lớn như tam ti sứ trước kia, vì dưới có thương vụ cục, hộ bộ mặt trên thì còn có hoàng đế giám sát cho nên y vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ nếu bây giờ vấn đề xuất hiện đã đem thương vụ cục hộ bộ để nhập vào tam ti sứ như vậy quyền lực của tam ti sứ có thể trở về trước kia hay không đa bán dĩ nhiên là không đây hoàn toàn cũng là bởi vì nhị viện ở trong chế độ mới bất luận bộ ngành gì đều phải ở dưới pháp chế mặt gác còn có ngựa sử đài ở đó tam ti sứ người nếu còn dám ngang ngược can dỡ nhị viện kia thế nào cũng phải giết chết người nếu không qua như thế tần cố cũng sẽ không nói như vậy bởi vì đây cũng không phải là tiến bộ mà là bước lùi rồi trâu dài cũng sẽ không đáp bứng số mật sự, Lời ấy sai rồi. Lý Kỳ vừa mới nói xong thì Tần Cối liền đứng ra nói, đúng vậy. Thương vụ cục đích xác có thể giám sát Tam Ti rất tốt, nhưng phía trước ta cũng nói, thương vụ cục mà kệ ngân cố quốc gia mà Tam Ti cũng không quản lý kinh tế. Vậy vẫn tồn tại vấn đề, nếu chỉ dựa vào thương vụ cục, nội bộ Tam Ti vẫn còn khả năng chậm rãi hủ hóa. Đồng dạng thương vụ cục cũng có thể dựa vào ưu thế bản thân, từ chỗ Tam Ti đã được ích lợi. Ta nghĩ rằng hiện giờ hết thảy không nên đem công lao tất cả quy về thương vụ cục, nhị viện trong đó, chính sách minh bạch, tài chính đều có được hiệu quả không tầm thường. Lời này nói đúng là ngấm ngầm hại người, lý kỳ người ủng hộ thương vụ cục như vậy. Chẳng lẽ chỉ một chút tư tâm cũng không có sao? Lý kỳ sao có thể không rõ, cười nói. Cho nên ta cũng không có phản đối rõ ràng, ta chỉ là hy vọng tận khả năng suy nghĩ kỹ càng thôi. Triệu dài nói, vậy ngươi đến tuyệt cùng là nghĩ như thế nào? Lý kỳ chắp tay nói, hoàng thượng, về thương vụ cục, hộ bộ nhờ vật tam ti, đích thật là chiều hướng phát triển mà dù hôm nay không nhập vào sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày nhập vào đấy nhưng nếu nó đến trình đốn tài chính vi thần cũng muốn nói ra suy nghĩ của mình nói lý Kỳ nói trình đốn tài chính không chỉ là đem thương bộ cục hộ bộ toàn bộ nhập vào tam ti như vậy thì đã coi như là trình đốn tài chính rồi mấu chốt chính là bảo đảm tài chính vận chuyển như thế nào để có thể càng thêm tốt căn cứ vi thần bước đầu phòng trường thôi tài chính triều đình của ta hàng năm thêm vào tổn thất bên ngoài đạt đến hơn 10 vạn con thậm chí là trên trăm vạn quan. Tổn thất bên ngoài Trinh Trật cao mải nói, không biết cái tổn thất bên ngoài này của su mật sứ là ám chỉ cái gì? Tàn tỷ sứ thư lỗi, lợi ích của ta không phải nhằm vào tam ti mà là nhằm vào chế độ tài chính hàng năm. Lý Kỳ xin lỗi cười, lại nói, mượn việc thu mua lương thực lúc này mà nói. Nói xong hắn ngẩng đầu, vọng nói với triệu giai Hoàng thượng, nhớ đến lúc trước người đã nói đầy 500 vạn quan thu mua lương thực, không biết vi thần có nhớ lầm không? Triệu Giai gật đầu nói. Đây là chậm nói. Lý Kỳ hỏi, vậy dám hỏi Hoàng thượng, vì sao là 500 vạn quan, không phải là 600 vạn quan hoặc là 100 vạn quan? Triệu Giai sửng sốt nói. Cái này là chấm chủ yếu là căn cứ vào tình hình tồn trữ của ngân khố quốc gia, còn nhằm vào thế cục trước mắt mà dự đoán cần bao nhiêu lương thực để quyết định. Vấn đề chính là chỗ dự đoán này. Lý Kỳ nói tiếp, Nói cho cùng hoàng thượng vẫn còn chưa có một sự thống kê chuẩn xác nào, đích xác dựa theo dự đoán đến xem là 500 vạn quan là một lượng đáng giá tham khảo, nhưng chỉ là tham khảo mà thôi, trong đó còn có một cái gọi là sai số. Tuy rằng có thể đạt tới mục đích, nhưng không có nghĩa là không tồn tại tình hình lãng phí. Nếu chỉ cần 480 vạn quan là có thể đạt tới mục đích, như vậy 20 vạn quan dư thừa này chính là một loại lãng phí. Nhưng nếu ít nhất cần 520 vạn quan mới có thể đạt tới mục đích lý tưởng, như vậy hoàng thượng ngươi chỉ thông qua 500 vạn quan, như vậy không thể đạt tới mục đích lý tưởng, tuy nhiên là chỉ sai lệch có 20 vạn quan này mà thôi. Còn có, hiện tại Tam Ti đối với các bộ ngành gần như đều chỉ là chi nhiều không ít, tỷ như Tam Ti hàng năm chi cho Trung Thư tỉnh là 100 quan. 100 quan này cũng là không ít rồi. Nếu Trung Thư tỉnh cần phải sửa chữa phòng ấp, thì còn phải trợ cấp nhiều hơn một ít. Lại tỷ như xây dựng cải tạo bệnh viện, nếu Thái Nguyên và Hàng Châu đều phải xây dựng cải tạo một tòa bệnh viện, khi đó tiền mà Tam Ti thông qua nhất định là bằng nhau. Như vậy đích xác sẽ giảm bớt rất nhiều phiền não nhưng như vậy sẽ tạo thành hao phí đại lượng tiền tài. Trình nhật như thoáng chút suy nghĩ nói, lần này của số một sứ là dựa vào đâu mà nói. Lý Kỳ giải thích. Lấy Trung Thư Tỉnh kia mà nói, hàng năm nhân viên Trung Thư Tỉnh thay đổi đều là vô cùng thường xuyên. Hơn nữa tình trạng tài vụ Trung Thư Tỉnh hàng năm gặp phải không phải là bất đồng, chi phí này cũng rất là co giãn. Rõ ràng năm nay Trung Thư Tỉnh nhan rỗi nhàm chán, không có đại sự gì phát sinh, chỉ cần 50 con là đủ dùng, nhưng tam thi sứ lại duyệt cấp cho trung thư tỉnh 100 quan vậy 50 quan còn lại đối với ngân của quốc gia mà nói chính là một loại lãng phí mà trung thư tỉnh dư giả tài chính sẽ tạo ra một phòng ở trị giá chỉ cần 10 quan biến thành một khu nhà cao cấp trị giá là 10 quan đây đối với người đóng thuế là một loại lừa gạt lại nói đến chuyện bệnh viện giá đất hàng châu cao hơn rất nhiều so với giá đất thái nguyên nếu như người lấy số tiền để xây dựng cải tạo một tòa bệnh viện ở thái nguyên chạy tới hàng châu vậy thì nhất định là không đủ ngược lại khi cầm số tiền xây dựng một tòa bệnh viện ở hàng châu chạy tới thái nguyên xây dựng khẳng định như vậy sẽ có dư thừa đồng dạng cũng là một loại lãng phí trinh giật cao mày nói số mặt sứ nói không sai cái này xác thực là sẽ lãng phí một ít nhưng là chúng ta vẫn sẽ có đánh giá rồi không lãng phí nhiều lắm lý kỳ cười nói lãng phí chính là lãng phí chẳng lẽ cũng không phải là lãng phí hay sao nếu ngân khố quốc gia một năm lãng phí một vạn quan mười năm chính là mười vạn quan nếu như là mười vạn quan như vậy mười năm chính là một trăm vạn quan kiến thà lâu cũng có ngày đầy tổ đây không phải là tiền trinh hơn nữa ta phòng trừng cái loại lãng phí này có thể không chỉ một chút như vậy triều dài xem như là nghe ra một ít môn đạo rồi vậy nói vậy theo ý tứ của ngươi thì nên làm như thế nào đây trinh trật cũng vô cùng tò mò nhìn lý kỳ lý kỳ về bản nghiêm túc nói thành lập chế độ dự toán chế độ dự toán lời của triệu giai mang đầy vẻ kinh ngạc đúng vậy đây cũng là điều mà vi thần gần nhất từ trong việc kinh doanh lĩnh ngộ ra được lý kỳ tiếp tục nói Việc này còn phải từ chuyện gần nhất tập đoàn túy tiên cư trình hợp kinh doanh để nói lên. Bởi vì tập đoàn tứ tiên cư của vi thần kinh doanh càng làm càng lớn, vì thế vi thần đã nghĩ đến việc trình hợp kinh doanh. Nhưng ở trong quá trình trình hợp, vi thần phát hiện một vấn đề, chính là rất nhiều tiền không cánh mà bay. Tất cả mọi người vô cùng tò mò nhìn Lý Kỳ, chờ đợi mấy chữ ở phía dưới kia. Nam biết Lý Kỳ lại xoay chuyển lời nói, nói tiếp. Về phần tổn thất bao nhiêu thì xin thứ cho ta không thể nói, bởi vì đây là cơ mật của tập đoàn Tuy Tiên. Thất vọng, tất cả mọi người rất thất vọng. Nói đùa gì vậy, nghĩa là ta ngốc sao? Đạo lý tài không lộ ra ngoài cho bạn hiểu thì ta vẫn hiểu được đấy. Lý Kỳ tiếp tục nói. Mà kẻ định mức có bao nhiêu đều làm vi thần vô cùng phẫn nộ. Lúc ấy vi thần đã cảm thấy rằng khẳng định có người ở giữa đục nước béo cò. Nhưng cẩn thận tra lại thì ra là không có ai tham mô tiền tài của vi thần. Về sao thì mới hiểu được là vì hàng năm thêm vào một ít số tiền tài theo quý này, cũng giống với thúy tiền cư chúng ta, hàng năm tổ chức chơi xuân, mà kệ nhiều người hay ít người, đi điểm chơi xuân là gần hay là xa, dù sao thì phòng thu chi cũng chỉ lấy một vài con số làm cơ sở chuẩn, thiếu liền bổ sung. Còn hơn đấy mà, liền mặc kệ, kỳ thật bình thường cũng sẽ không ít, đều là cấp đủ tiền. Vi thần lúc ấy liền suy nghĩ, như vậy thì không thể được, kiến ta lâu đầy tổ, tương đương vi thần hàng năm ở mặt này đều bị thiệt không ít tiền. Vì thế vi thần suy trước tính sau, rốt cuộc cũng nghĩ đến dùng chế độ dự toán để ngăn chặn cái loại tình trạng này. Cái gọi là chế độ dự toán, tên như ý nghĩa, tin tưởng mọi người đều hiểu được là có ý gì, nhưng dự toán này không giống như cái loại dự toán của hoàng thượng mà phải có sự căn cứ trên sự thật. Tính như hoạt động trên xuân của thí tiên cư của vi thần, ta yêu cầu xác định xuống trước bao nhiêu người, mỗi người có năng lực ăn bao nhiêu thứ, đám khách quen hơn phần nửa đều thích ăn cái gì, số ít thì lại yêu thích ăn cái gì, hơn nữa cự ly gần hay xa cũng có quan hệ. Nếu là ở xa như vậy thời gian hoạt động sẽ bị rút lại, còn nếu như ở gần, như vậy thời gian hoạt động sẽ bị kéo dài. Do đó quyết định mua bao nhiêu thức ăn, sau khi quyết định sang thức ăn, bắt đầu căn cứ số lượng thức ăn mà tính toán cần bao nhiêu chiếc xe, tính toán cả lộ phí ở trong đó. Cuối cùng định ra một kế hoạch đầy đủ cho phòng thu chi. Phòng thu chi sau khi đánh giá xong thì cảm thấy không có vấn đề gì, sau đó mới đẩy tiền xuống dưới. Một quán rượu còn như thế, như vậy Tam Ti trưởng quản tài chính thiên hạ thì càng nên sửa như thế. Tam Ti đầu tiên nên căn cứ tình hình đất đai nhân khẩu mà dự toán sang năm sẽ thu vào bao nhiêu. Sau khi thu vào thì đã tính toán hết, Tàn lại căn cứ dự toán có thể được để phân phối mức chi dùng cho hợp lý. Dùng cái này để dự toán quân phí, các bộ phận cùng với lương bổng nhân viên, vân vân. Do đó đạt tới tài chính phân phối đều đều. Một khi dự toán đã tính ra, nhất định là phải nghiêm khắc chấp hành. Mượn quân phí mà nói, số định mức của quân phí chỉ ở có 100 quan. Nhất định phải nghiêm khắc vâng theo dự chi quân phí. Mà kể người dùng như thế nào, nhưng nhất định phải ở trong vòng 100 quan. Nơi này nhị viện hẳn nên giám sát. Nếu là chi vượt quá, coi như là xúc phạm luật pháp, lúc này lấy tội hình sự để vấn tội tam ti. Trình giật vội vàng nói, cái này dự toán như thế nào? Trong may một khi bộc phát chiến tranh, quân phí nhất định là sẽ tăng cao đấy. Đế kỳ cười nói, Hơ, nếu thiên hạ thái bình, dự toán quân phí này khẳng định sẽ giảm bớt. Nếu bốn phía đang đánh giặc, người thân là tam ti sứ nên là một phần báo cáo đánh giá chiến tranh đem phần báo cáo này suy xét đến cả dự toán vào trong đó. Đương nhiên nếu như là tình huống đột phát thì có thể thông qua nhị viện để hướng hoàng tượng lâm thời tăng thêm dự toán. Nhưng đây nhất định là phải thông qua tầng tầng đánh giá đó. Tần cối cười nói. Ta hiểu được ý tứ của xung một số người, nhưng điều này thực sự là rất khó làm được. Dự toán trước sau cũng là dự toán. Tình hình thực tế lại thiên biến vạn hóa. Chuyện này rất khó làm được. Lý Kỳ nói. Một phần dự toán đủ thơ cách là có thể đủ ứng đối với bất cứ tình huống gì. Hơn nữa, chế độ dự toán có một bằng chứng vô cùng trọng yếu đó chính là thu vào. Dự toán đầu tiên phải xem thu vào, nếu thu vào cao ta đây cho ra dự toán khẳng định phải cao một chút. Thời điểm như thế này có thể kiến tạo đại lượng vũ khí, có thể thu mua lương thực, lấy cầu kích thích kinh tế thị trường, nhưng thu vào thấp hơn năm vừa rồi, vậy dự toán nên phải thấp hơn năm vừa rồi. Như vậy lúc này sẽ giảm bớt chi, rõ ràng là ta cũng chỉ muốn bán lời 100 quan, dự tính của ta nhất định là phải thấp hơn 100 quan đấy. Như vậy không quản các người đã giảm bớt, chi cũng tốt, nhân viên cũng thế. Nói ngắn lại, dự toán ta chỉ cấp ra có nhiều đó. Chính là các ngươi tự nhìn mà dùng. Không có khả năng xuất hiện tình trạng ta kiếm 100 quan, ngươi lại đòi ta 101 quan. Đây cũng là đặc tính lớn nhất của chế độ dự toán. Chính là ít nhất cũng cam đoan thu chi cân bằng. Ở trong điện, các đại thần gần như mỗi người đều đang chửi mẹ nó. Cải cách ngăn chặn người ta phát tài này không khác gì là giết cha giết mẹ người ta. Từ sau khi đại thống minh bạch tài chính đã làm thương tồn đến ích lợi của rất nhiều người, nếu lại lôi ra thêm cái chế độ dự toán vậy đơn giản chính là rơi vào cái hố chết. bọn họ tuy rằng còn không hiểu lắm cái chế độ dự toán này nhưng mà từ lời nói của Lý Kỳ mà xem đây tuyệt đối là ước mộng của người làm quan. trước đó tuy rằng minh bạch tài chính nhưng các bộ ngành còn có thể mượn một số việc hướng tam ti xin càng nhiều chi phí sử dụng. sau đó từ giữa đục nước béo cò đây cũng là hiện tượng đều tồn tại trong quan trường từ trước. dụng cụ gia đình, cuộc sống đồ dùng trong nhà những đại thần trong địa này đều là lĩnh lấy từ triều đình thậm chí là tới từ lâu ăn cơm vân vân và mây mây đều là dùng tính và tiền công quỹ những thứ này ở trong lòng từng đại thần đều là vô cùng hợp lý đấy có thể nghĩ chế độ dự toán vừa ra tam thi hàng năm chỉ đầy một chút tiền như vậy cho các người hơn nữa chỉ là căn cứ thu vào mà đưa ra chiếu theo lời lý kỳ mà nói xem nếu kinh phí không đủ vậy chính là chịu đói mà sống qua ngày nha thế này thì khi người quá đáng rồi tuy nhiên lý kỳ cũng không thèm đi trước cố tâm tình của bọn họ bài diễn thuyết của hắn vẫn còn tiếp tục nhớ rõ ban đầu khi vi thần tới biển lương trên người nghèo đến nỗi ngay cả một đồng tiền cũng không có nếu không có ngô phúc vinh nhận và giúp đỡ vi thần vậy vi thần khẳng định đã chết đói đầu đường khi đó vi thần thật sự là phải buộc chặt dây lương quần mà sống mỗi một khoản tiền đều phải tính toán rành mạch trên đường phố mua một cái trái cây đều phải co ke ma cả phí một phen lời lẽ đây cũng đã trở thành một thói quen cho tới hôm nay vẫn còn như thế không nên tiêu tiền thì một xu cũng không lãng phí đừng nói là vi thần hơn phân nửa mọi người đều là như vậy có tiền liền dư giả một ít ăn ngon một chút không có tiền liền giảm bớt chi ăn qua loa chút gì đó mà quốc gia là một đám người tạo thành đấy như vậy quốc gia cũng có thể có đặc tính này không thể một mặt theo đuổi mặt mũi rõ ràng chỉ có một văn tiền lại muốn ăn hai văn tiền bánh bao đây là phùng mã giả làm người mập vi thần không có đọc qua sách gì nhưng cũng biết đây không phải là một lời ca ngợi triệu giai nghe vậy thì gật đầu liên tục tên cối cao mải nói ta hiểu được ý tứ của xuân mật sứ nhưng quốc gia không phải là một cá nhân có thể so sánh. Nếu chứa theo lời của Xuân Mật Sứ nói, gần đây chính như là hạng nhất dự toán không có khả năng hoàn thành, bởi vì trong đó ích lợi liên lụy đến rất khổng lồ mà phức tạp, rất khó giống như cá nhân Xuân Mật Sứ tính toán rành mạch. Thiếu thể, người mới vừa rồi cũng nói, bất cứ chuyện gì cũng không thể bảo thù, không chịu thay đổi. Bảo an hiện trạng, người không thể bởi vì sợ phiên đói, cho dù biết rõ sẽ hữu ích cho triều đình như vậy mà không đi làm. Nhưng người cứ đề xuất chế độ dự toán căn bản cũng không có tính thực dụng, phải không? lý kỳ ha hà, hà nói hả, hả, đây đều là một ít khoản mục gì đó làm sao có thể tính toán không rõ ràng cơ chứ chỉ cần người có tâm liền nhất định có thể tính toán rõ ràng liền lấy trung thư tỉnh các người mà nói trung thư tỉnh có bao nhiêu người tiền lương của những người này không thể tính toán rõ ràng sao hay là trung thư tỉnh hàng năm cần văn phòng tứ bảo không thể tính toán rõ ràng sao kỳ thật chi phí cho trung thư tỉnh cũng không nhiều lắm nếu tính toán ra cũng chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản số học là một môn học vấn phi thường thú vị bởi vì đề mục số học đều chỉ có một đáp án vô cùng chuẩn xác hơn nữa đáp án này là duy nhất mà không phải là những lời thánh nhân nói như vậy nhìn ngang tường thành thì biến thành đình thành tần cô nói người nói không sai chi phí hàng năm cho trung thư tỉnh ta đích xác có thể tính toán rõ ràng vậy quân phí thì sao cái này không cách nào dự toán được lý kỳ ha hả nói ha 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 xem ra thiếu thể còn chưa rõ ý tứ của ta quân phí hàng năm căn cứ trọng yếu nhất không phải là căn cứ tình thế trước mắt để phán đoán mà là căn cứ vào thu vào đến phân phối ngân cố quốc gia thu vào ít quân phí dĩ nhiên là ít như vậy tất nhiên phải giải trừ quân bị nếu ngân khố quốc gia thu vào nhiều như vậy là có thể gia tăng quân phí có thể tăng quân đương nhiên thế cục trước mắt cũng là một phán đoán cực kỳ quan trọng cái này là thuộc loại tình huống đột phát quân phí năm nay là căn cứ thu vào quân năm vừa rồi nhưng ngân khố quốc gia có không chỉ là thu vào quân năm vừa rồi ngân khố quốc gia vẫn có khoản tồn khoản tồn này chính là dùng để ứng phó tình huống đột phát hơn nữa đại thống tà hẳn là đem tiền thu vào chủ yếu mà dùng cho phương diện quân phí chứ không phải là chi cho phương diện sống phóng túng nói xong hắn lại nói với chiều dài hoàng thượng Hiện giờ đại tướng ta vẫn tôn dùng ích lợi quốc gia làm đầu, như vậy mặt khác phải làm chính là để ích lợi thúc đẩy hết thảy chính sách, mà chế độ dự toán hoàn toàn phù hợp với kế sách trị quốc của đại tướng ta. Giàu thì dùng tiền nhiều, nghèo thì dùng một phần nhỏ thôi, nhất định phải cam đoan ích lợi của quốc gia. Vì sao lúc trước lại xuất hiện tình trạng quan lại vô dụng? Đó cũng là bởi vì ngân khố quốc gia không biết tự lượng sức mình, không có nguyên tắc tuần hoàn ích lợi, làm cho ngân khố quốc gia hư không. Quốc gia rõ ràng chỉ nuôi dưỡng được 100 quan viên rất tốt, vì sao lại phải nuôi 1000 quan viên? Đây là cử chỉ lẫn lộn đầu đuôi, Quốc gia chưa nạp hiện tài là vì trị quốc, nhưng có đôi khi tài đi hiện tài, đồng dạng cũng là vì trị quốc. Có lẽ chỉ là một cái nhiều ít này, là chính là một cái sai lầm. Chúng ta không thể bỏ qua, trị quốc lúc này lấy hợp lý làm đầu, có tài mới có chính. Tài chính quyết định chính sách, giảm bớt chi, không phải biểu thị đại tống chúng ta nghèo rất mồng tơi, cũng không phải là không có mặt mũi mà là vì quốc gia phát triển tốt hơn. Hiện giờ cuộc cải của đại tống ta càng ngày càng tăng, trước mắt còn nhìn không ra, nhưng một khi xuất hiện tình huống thu chi không cân bằng, Đến lúc đó mới tìm cách cứu vãn thì cũng đã chậm dẫn mất rồi. Chúng ta nhất định phải từ hiện tại làm lên, bắt đầu tính toán mỗi một khoản thu vào và chi ra hợp lý, không chỉ có như thế, chế độ dự toán một khi tình hình thành quy mô, hơn nữa tính minh bạch tài chính có thể phòng ngừa hiện tượng tham ô nhận hối lộ tốt lắm. Chính trị địa phương mà nói, rất nhiều quan viên địa phương vì trên tích và tài lộ không ngừng hủy đi tường tây để bổ sung sang tường đông, rồi lại hủy đi tường đông để bổ cứu tường tây đường sông thì sửa đi sửa lại vì sao bọn họ lại làm như vậy đơn giản chính là vì để xin khoản tiền từ tam ti rồi từ giữa mà kiếm lời nhưng căn cứ và chế độ dự toán mà nói ta chỉ cho ngươi nhiều đó tiền thôi không có nhiều hơn để cho ngươi đâu hơn nữa ta tính toán ra một châu này của ngươi năm nay nhất định phải nộp lên triều bao nhiêu tiền tài nếu ngươi hủy tường tây để bổ cứu tường đông như vậy tiền này là ngươi tự bỏ mà ra nếu không ấy à như vậy thành tích của ngươi sẽ vô cùng không xong hơn nữa còn sẽ nhận nhị viện thẩm phán phải nói tỉ mỉ mỗi một khoản tiền đi dùng nơi nào hoàn thành trong quá trình dự toán hay không nếu như không có như vậy cũng đã phạm tội hình sự rồi còn về quân phí mà nói trước kia quân phí đều là tam ti trực tiếp cho quyền tam nha nhiều ít đều chỉ được một cái ước đoán thô sơ giản lược nhưng trên cơ bản đều rơi vào trong túi của những đại tướng nhưng nếu chọn dùng chế độ dự toán tam ti sẽ căn cứ rất nhiều tình huống để dự toán chi quân phí hơn nữa căn cứ vào chính sách minh bạch tài chính tam ti nhất định phải chiêu cáo thiên hạ chẳng qua là có chế độ dự toán sẽ công bố càng nhiều chi tiết nữa nếu tam ti công bố dự toán mỗi một vị binh lính quân khu tây bộ trong lễ mừng năm mới sẽ lĩnh được một đôi kiều, nhưng phát đến tay binh sĩ lại chỉ có một con chim sẻ. Như vậy đó khẳng định đó là có người tham ô quân lương. Hơn nữa đám lính cũng biết năm nay dự toán mỗi người của bọn họ. Như vậy bất cứ kẻ nào muốn từ giữa kiếm lời, cắt xén quân lương đều đã trở nên không thể nào che giấu. Nói tới đây hắn dừng một chút nói, đương nhiên nếu các ngươi cho rằng làm như vậy sẽ ảnh hưởng tài lộ của các vị. Vậy thì coi như là ta chưa từng nói gì. Một câu nói sau cùng này đã khiến lời đến bên miệng của những đại thần kia cũng phải cứng rắn nuốt đi vào, Triệu dài liếc mắt nhìn quét quần thần một cái, nhìn đến khuôn mặt chật đỏ bừng của bọn họ thiếu chút nữa đã cởi ra tiếng, liền nghĩ thầm rằng, <laughs> đáng ngờ các người các ngươi Mỗi người đều khôn khéo vô cùng, nhưng các ngươi chỉ có thấy lợi ích cho mình, nhưng không ai nghĩ đến lợi ích của quốc gia. <laughs> Thật sự là buồn cười. Mao Tử đột nhiên nói, số mặt sư hứa, loại chế độ dự toán này mặc dù tốt, nhưng một khi dự toán xuất hiện lệch lạc sẽ làm cho hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lý Kỳ nói, Mã Biển Trường nói không sai, nhưng đây không thể đổ lỗi cho chế độ sai lầm mà hẳn là quy tội cho người dự toán. Có sai đương nhiên là phải tìm Tam Ti, đương nhiên có chút sai lầm thì vẫn đáng giá tha thứ. tỷ như một vài tình huống đột phát, dự toán vốn sẽ gặp vài một ít biến hóa, cái này có thể lâm thời thêm bớt. Nhưng nếu như một ít dự toán cơ bản cũng để xuất hiện sai lầm thì phải là lỗi của Tam Ti, điều này cũng không có lý do gì để nói. Trình Dật sau khi nghe xong thì đã nghẹn một bụng tức, cái gì bị ngươi nói xong rồi, có sai thì lại do ta đến gánh ngươi cũng quá giàu hoạt rồi đó triều giai khá là thông cảm liếc nhìn trịnh giật nói tam Thị sứ ngươi nghĩ như thế nào trịnh giật suy nghĩ trong chút lát mới hồi đáp hồi bẩm hoàng thượng vi thần nghĩ rằng loại chế độ này đích xác càng thêm hợp lý quy phạm một chút tam Thị sứ quản lý tài chính thiên hạ nhìn như là một chức quan bé bở kỳ thật là không phải muốn làm tốt thật không dễ bởi vì tam ti cũng có cái khó của tam ti nhưng người khác lại không thể giải thích vì sao. Người cũng không tìm Tam Ti tì gia tăng kinh phí. Hắn cũng tìm Tam Ti tì gia tăng kinh phí. Nhưng Tam Ti chỉ có như đó tiền, không có khả năng tất cả đều thỏa mãn. Nếu chẳng dùng chế độ dự toán này, như vậy Tam Ti ngược lại có thể bình tĩnh ứng đối hết thảy. Mặc dù là có chút hơi dầm già, nhưng một khi chế định tốt dự toán thì một năm kế tiếp đều vô cùng thoải mái. Chế độ này nhìn như dầm già nhưng thật ra là đã đơn giản hóa mọi chuyện đi rất nhiều, làm ít mà công to. Đồng đống, Lý kỷ liên tục gật đầu nói, Tam thị sứ quả nhiên là người có văn hóa, một câu liền trúng luôn, người nhìn ta xem, không đọc qua sách gì, nói nửa ngày cũng không nói đến điểm mấu chốt. Người còn không nói đến điểm mấu chốt, một phen tha tha bất tuyệt của ngươi mới vừa rồi kia đều đã bắn lén hết tất cả người ở chỗ này, từ trung thư tỉnh tới chính quyền địa phương, người xem như là đem đao đến đánh giúp bọn họ xong rồi. Chiều dài nghe như vậy thì âm thầm hừ một tiếng, nhưng cũng lập tức lâm vào trong trầm tư. Một đát sau y đột nhiên nói, "Xung mặt sứ, một bộ chế độ ngươi vừa mới nói này là ngươi từ trong kinh doanh mà lĩnh ngộ được ra?" như vậy tập đoàn túy tiên các ngươi có chọn dùng một bộ chế độ này hay không lấy kỳ gật đầu nói à đã đang thi hành rồi triệu giai nói vậy các ngươi chế định ra một phần báo cáo dự toán hay không lấy kỳ nói bởi vì tập đoàn túy tiên cư cũng là vừa bạn thực hành không lâu vì vậy vi thần chỉ chế định ra một phần báo cáo dự toán kinh doanh của túy tiên cư ở đông kinh vậy là đủ rồi triệu giai thoáng gật đầu vậy ngươi hiện tại cho người đi lấy cho chấm nhìn một cái vi thần hiện tại người bề bộn nhiều công việc sao cũng không phải triệu giai nói Vậy là được rồi, chấm nhất định phải nhìn báo cáo dự toán này có tính thực dụng hay không. Vâng, vị thần hiện tại đã cho người mang tới. Lý kia nói xong, có vẻ có chút do dự nói. Nhưng Hoàng thượng, báo cáo dự toán này là cơ mật buôn bán của tập đoàn túy Tiên. Triệu Giai không đợi hắn nói xong nói. Cái này chậm biết hết. Chấm cũng chỉ là nhìn mà thôi, sẽ không tiết lộ bí mật của người. Đạt nạ Hoàng thượng thông cảm, vậy vị thần an tâm rồi. Triệu Giai động tâm rồi, quần thần buồn bực. Chế độ dự toán này thật sự là muốn mạng bạc. Thật ra chế độ dự toán không đáng sợ, đáng sợ là chế độ dự toán thêm vào minh bạch tài chính và hai viện. Làm như vậy thì muốn đục đức béo cò từ trong đó thật sự quá khó, còn phải gánh vác nguy hiểm rất lớn nữa. Hôm nay thần Cố chỉ muốn làm suy yếu quyền lực tài chính của Lý Kỳ, sát nhập thương vụ cục với Tam Thi, nhưng không ngờ là bàn mãi bàn mãi lại kéo đến chế độ tài chính. Việc này thực sự là nằm ngoài dự liệu của Y, nhưng bây giờ Y cũng không rõ ràng lắm về chế độ dự toán này. Hơn nữa Triệu Gia hình như là đã động tâm rồi, Y cũng không tiện nói nhiều thêm, để tránh nói nhiều sai nhiều. Vội vàng quay lại vấn đề chính, Dám hỏi số mật sứ chế độ dự toán này có liên quan gì đến thương vụ cục hộ bộ xuất nhập vào tam ti lễ kỳ nói. cười nói liên quan rất lớn trước đó ta đã nói rồi một khi thương vụ cục và hộ bộ xuất nhập vào tam ti thì sẽ khiến cho quyền lực của tam ti bành trướng cực độ nếu không hạn chế thì có thể sẽ xuất hiện tình trạng mất cân bằng mà sự xuất hiện của chế độ dự toán có thể kéo hai biện vào để có tác dụng giám sát phải biết rằng dự toán là một học vấn vô cùng nghiêm khắc người bấm tay tính toán cũng tính không ra một khi chế độ dự toán lên sàn thì pháp luật dự toán tương ứng hẳn cũng đồng thời xuất hiện. Hơn nữa cái mà chế độ dự toán dựa vào chính là số liệu xác thực chứ không phải là bất cứ ai. Thậm chí là tam ty sứ, tất cả đều dựa theo số liệu mà nói. Người sẽ nói dối, nhưng số liệu thì không, cho nên ta cho rằng thương bộ cục và hộ bộ có thể sát nhập, nhưng tiền đề là phải có một chế độ tài chính hoàn chỉnh, bằng không thì chỉ bằng duy trì hiện trạng. Triều Giai không nói gì cả, chỉ là đang ngẫm nghĩ. Tân cối khẽ cao mày, Lẽ nào hắn muốn mượn việc này để kéo dài chuyện thương vụ cục sát nhập với Tam Ti? Hoàng đế không lên tiếng, các đại thần cũng không biết rốt cuộc là y đáng nghĩ thế nào. Do vậy cũng không lên tiếng, không khí trong đại điện có chút trầm mặc. Triệu gia dứt khoát bảo người ta đem chuẩn bị điểm tâm để đại thần đều ngồi chờ. Qua nửa chừng canh giờ, báo cáo dự toán đầu tiên của tập đoàn túy tiên cư cuối cùng đã đưa đến tay Triệu gia. Triệu gia lòng đầy tò mò mà xem. Một lát sau y đột nhiên cao mày nói: Sư mật sứ, dự toán chi tiêu bảo an của khanh không ngờ lại cao hơn tổng chi một thành. Lý kia nói, Hoàng thượng ngài chớ xem thường việc bảo an này, tập đoàn Túy tiên cư có được ngày hôm nay mấu chốt chính là ở bảo an. Cho dù chính là thiên hạ vô song, mì gói, bánh ngọt, đô hộp trước mắt đều chỉ có Túy tiên cư thần làm ra được. Đây là căn cứ vào một hệ thống bảo an hoàn thiện, cho nên vi thần không hề keo kiệt chi phí cho mặt này. Nhân sĩ bảo an của tập đoàn Túy tiên cư ai ai cũng phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc, còn có thiết bị phòng cháy, khoản này cũng không phải là con số nhỏ. Triệu Giai gật đầu, tỏ vẻ lý giải sâu sắc dù sao thì hệ thống bảo an của thần cơ doanh cũng là lý kỳ làm ra tiêu phí không ít nhà lại nói phí tổn thất tự nhiên dùng để làm gì lý kỳ nói hàng năm tứ tinh cư đều mua lượng lớn nguyên liệu nấu ăn mà những nguyên liệu này đều sẽ bị hư hại một ít trong quá trình vận chuyển và tích trữ những thứ như vậy chính là tổn thất tự nhiên tuy rằng không nhiều nhưng vẫn là tổn thất nhất định phải xuất hiện trong dự toán chiều dài có chút không nói gì đột nhiên a lên một tiếng nói chi tiêu biếu tặng cái này mà ngươi không hiểu lý kỳ nói hoàng thượng Tập đoàn Tứ Tiên Cư chúng ta làm ăn có nền tảng khách hàng rất lớn. Theo tính toán năm ngoái, mỗi năm tập đoàn Tứ Tiên chúng ta đều chi ra một khoản biếu tặng, Những con số này chỉ là tiêu chuẩn thôi, có thể bổ sung ít nhiều. Triệu Giai toát mồ hôi lạnh nói, chút tiền ấy so với thu nhập mà nói thì quá mức nhỏ bé rồi. Khanh xem, ở đây ngay cả các ghi sổ Khanh cũng viết đến mấy số không. Số lẻ đã bắt đầu từ từ phổ biến rồi, cho nên Triệu Giai nhìn thì cũng hiểu. Lý Kỳ nói, Hoàng thượng, đây là chi tiêu, đương nhiên là phải làm dự toán, bằng công thì số tiền này sẽ là ai cho vi thần đây. Triệu Giai không nói gì, lại tiếp tục xem. Qua chừng được canh giờ, y vẫn chưa xem xong. Dù sao thì ở đây bao gồm rất nhiều kế hoạch chi tiêu, nhưng y cũng nhìn ra một chút môn đạo. Buông báo cáo dự toán xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi nói. À, quả thật là chi tiết vô cùng nhỉ? Lý Kỳ ngại ngùng nói. Còn bẩm bằng thượng, đây chỉ là một báo cáo dự toán sơ lược. Báo cáo thực sự thì phải gấp 10 trở lên. Gấp 10. Triệu Giai kinh hãi đến suýt chút nuốt cả lưỡi một công ty tập đoàn mà còn như vậy còn báo cáo tài vật quốc khố của y xét theo tỷ lệ e rằng chỉ có một phần mười của báo cáo giản lực này mà thôi cách biệt thật lớn nha liên cảm thán nói báo cáo dự toán này thực sự khiến cho người ta toát mồ hôi mà lý kỳ nói hoàng thượng quý thần cũng không sợ đắc tội ai chế độ dự toán này chủ yếu là để phòng ngừa hiện tượng tham ô giống như là minh bạch tài chính vậy nhìn chung thì các tham quan thật ra không liên quan gì đến nhân phẩm của họ cho dù là thánh nhân cũng không thể nào kháng cự được sức hấp dẫn của một chén cơm mà hiện tượng này chủ yếu vẫn đến từ chế độ một triều đình không có dự tính có thể nói là một triều đình không đáng nói mà triều đình không đáng nói chắc chắn là một triều đình không chịu trách nhiệm không chịu trách nhiệm đối với bản thân chúng cũng là không chịu trách nhiệm với bản thân mình triều đình không phải là nơi mà quan viên ăn chơi hưởng lạc mà là cơ cấu chịu trách nhiệm đối với dân chúng mục đích của chế độ dự toán này là biến triều đình không đáng nói này thành triều đình đáng nói thu nhập của quốc khố chủ yếu đến từ dân chúng theo lý dân chúng nên được biết tiền của mình được dùng vào đâu hơn nữa cũng có thể khiến dân chúng tham dự trợ giúp hoàng thượng giám sát tài chính, đồng thời cũng giám sát cả hoàng đế. Trong lòng quân thần nặng lẽ giúp Lý Kỳ bổ sung, Triệu Giai trầm tư một hồi lâu lại nói, các vị ái khanh thấy thế nào? Một người đột nhiên nói, hoàng thượng, bí thần cho rằng chế độ dự toán này quá cứng nhắc, bất lợi với tình huống thực tế. Triệu Giai nói, cái gì mới gọi là lợi cho tình huống thực tế? Rõ ràng là quốc khố chỉ thu vào 100 quan, lại chi ra đến 200 quan, việc này mới thỏa mãn tình huống thực tế của các khanh sao? Tại sao bảo các khanh ăn mặc tiết kiệm lại khó khăn như vậy hả? Tại sao các khanh chưa tưởng nghĩ đến tình hình quốc khố hả? Tại sao các khanh đều cho rằng tiền của quốc khố đều thuộc về các khanh hả? Vi thần không dám. Quân thần đồng thanh thấp lời. Chẳng biết các khanh không dám nhưng mà không dám không có nghĩa là sẽ không làm. Triều dài lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ. Chỉ điều lúc trước của quốc khố đều là có chuyện thì tìm tam ti, nhiều hơn thì làm trước rồi báo cáo với tam ti sau. Muốn làm tam ti đều đối diện với những sổ sách lộn xộn này. Chậm nhìn mà đau cả đầu, không chút kế hoạch nào cả. Chấm nhớ lúc trước khi đồng quán dẫn quân trình liêu, một hơi thì đòi tam ti trăm vạn quan quân lương, nhưng không có lý do gì cả. Chỉ nói là ta cần nhiều thuyền như vậy, quốc cố, cố chắc chắn đưa. Quốc khố không đưa được thì làm sao đây? Chỉ có thể đòi hỏi dân chúng, áp à, bức dân chúng, rõ ràng là cướp đoạt, làm cho cả biện lương kêu than ai oán. Dân chúng lầm than, cả mấy năm đều không ngừng lại. đã chẳng phải là mồ gà lấy trứng sao? Dương một lát y tiếp tục nói. Rõ ràng chế độ dự toán này của Xu Mật Sứ là một chế độ tài chính vô cùng tiên tiến. Người sáng suốt đều nhìn ra được. Chỉ có người mở to mắt nói dối mới là không có tính thực dụng. Phải, bây giờ quốc khố có tiền, mọi người đều biết, nhưng đại tông chúng ta không thể mưa thuận gió hòa mãi. Nếu tiêu xài lung tung, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu không còn một mảnh. Đến khi thực sự cần tiền thì chỉ có thể chạy đi áp bức dân chúng. Chấm vô cùng ghét cái tình huống này. Dân chúng đã nộp đủ thuế, chờ đình làm sao có thể mất mặt mà đòi hỏi tiền của họ nữa? Lúc không quan trọng thì các khanh coi mặt mũi còn quan trọng hơn cả tính mạng. Ví dụ như sự phô trương của yến hội trong nhà các khanh, ví dụ như trang sức của thị thiếp trong nhà các khanh ví dụ như trong nhà các khanh có bao nhiêu thị thiếp hoặc là trong thanh lâu có bao nhiêu vị hồng nhan tri kỷ nhưng khi cần sĩ diện thì các khanh ai ai cũng nhắm mắt làm ngơ không biết xấu hổ mà xoay tay đòi dân chúng vì thế thà là một kẻ tiểu nhân đê tiện vô sỉ chứ đối với loại người này trẫm thực sự cảm thấy vô cùng thất vọng một đám đại thần bị giáo huấn đều không ngẩng đầu lên được các khanh đã không nói gì thì đành để trẫm nói vậy Ngữ khí của Triệu Giai vô cùng bình thản nhưng lại lộ ra sức áp bách vô cùng lớn, khiến quần thần cảm thấy cả người không được tự nhiên lại nghe y nói. Nếu chấm đã nhìn ra chỗ tốt của chế độ dự toán này thì không lý nào lại xem như là không biết. Chấm đã quyết định xây dựng chế độ dự toán này. Tam thi sứ. Trình giật bội vàng đứng ra nói, có vi thần. Triệu Giai nói, chấm biết muốn xây dựng chế độ dự toán này không phải là một việc đơn giản, cho nên chấm cho khanh 2 năm. Sau 2 năm, chấm muốn nhìn thấy một kế hoạch dự toán hoàn chỉnh đến từ Tam thi khanh. Có điều chậm muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sự hình thành của chế độ dự toán này. Các khanh có thể lập tức làm một báo cáo dự toán chi tiết đối với thu nhập và chi tiêu cơ bản. Chậm sẽ nói xuống mật sứ giúp các khanh soạn thảo một biểu mẫu báo cáo dự toán để tham khảo. Vi thần toàn mệnh. Triều gia lại quét mắt nhìn quần thần nói: Chậm biết các khanh đang nghĩ gì? Chính là cái loại chế độ dự toán này có phải cũng trói buộc chậm hay không? Nếu chậm không lấy thân làm gương, các khanh chắc chắn sẽ không phục. Như vậy đi, bắt đầu từ hoàng cung của chậm, tam thị sứ, xu mật sứ, thiếu thể, có vi thần, Chi tiêu của hoàng cung mỗi năm thật ra cũng là một khoản chi tiêu vô cùng quan trọng của quốc khố. Nhưng xét thấy hoàng cung là nơi chấm ở, do vậy tam Ti vẫn luôn vô cùng rộng rãi với hoàng cung. Trên cơ bản là muốn gì được đó. Điều này cũng làm cho chi tiêu của hoàng cung ngày một tăng lên. Nhưng đây là điều chấm không muốn nhìn thấy. Bây giờ là đầu năm, chấm hy vọng tất cả mọi chi tiêu của hoàng cung sang năm đều được xây dựng trên báo cáo dự toán chi tiết. tại ra chi tiêu của hoàng cung hơn phân nửa đều có liên quan đến việc ăn uống nghỉ ngơi của chấm. Sổ sách không nên quá phức tạp. Nếu dự toán thật tốt cho nên điều này đối với các anh mà nói hẳn là không có. Vi thần tôn mệnh, tốt lắm. Triệu Giai gần đầu nói, nhưng các anh phải nhớ kỹ, đừng vì chấm là hoàng thượng mà làm đủ dự toán, tất cả đều phải giản được, hơn nữa phải chiêu cáo thiên hạ. Tần Cối đột nhiên nói, hoàng thượng, chuyện này liên quan đến hậu cung, có cần phải thương lượng với hoàng hậu một chút rồi mới quyết định không? Không cần. Triệu Giai qua tay nói, hoàng hậu là một người hiền hậu cần kiệm, về điểm này hoàng hậu và chấm đều chung lòng, Thật ra, chấm và hoàng hậu và các phi tần của chấm đều được hưởng dụng những thứ tốt nhất trên đời rồi, làm sao có mặt mũi mà yêu cầu xa vời hơn chứ? Nói đến đây, y đột nhiên trầm mặc một lát, lại thở dài nói: Còn nhớ lúc trước khi phụ hoàng tại vị, dâm dộ đã hoa cương, làm cho dân chúng răng nam lẩm than. Nhưng đây chẳng qua chỉ là thỏa mãn tự dục của bản thân phụ hoàng mà thôi. Những tảng đá đó không có chút tác dụng gì đối với dân chúng. Đây là một khuyết điểm vô cùng rõ ràng. Dân chúng thiên hạ đều biết, muốn giấu cũng không giấu được. Nhưng bây giờ truy cứu trách nhiệm thì đã quá muộn rồi. Điều này chúng ta phải làm là lấy đó làm gương. Để ngăn chặn tình huống này xảy ra một lần nữa, chấm quyết định lập pháp đối với chuyện này. Mà luật lệ này là chuyên dùng để bó buộc tư dục của hoàng đế. Cho dù chậm đến lúc dùng tiền cũng nhất định phải tuân theo chế độ dự toán. Hơn nữa chỉ cần là người ngồi trên long ủy này thì đều phải tuân theo luật pháp này, không được làm trái. Câu này của triệu giai khiến quần thần cả kinh thất sắc, bởi vì từ xưa đến nay đây là luật pháp đầu tiên trói buộc hoàng đế. Đây quả thật là chuyện không thể tin nổi. Đương nhiên, nếu nói quân chủ lập hiến gì đó hoàn toàn không làm được, căn bản không có ý nghĩa gì. Hoàng đế vẫn có quyền lực vô thượng, chỉ có điều lần này là liên quan đến kinh nghiệm của Triệu danh Quan trọng nhất chính là vị phụ thân của y, Triệu Cát. Y chờ mắt nhìn đá hoa cương khiến cho Giang Nam trở thành địa ngục nhân gian, nhưng đây chẳng qua chỉ là một dục vọng nho nhỏ của hoàng đế, từ đó có thể thấy, mỗi một câu chữ của hoàng đế đều có thể làm cho cả quốc gia đi vào duyệt vong. Bây giờ mỗi khi Triệu danh nhà lại nhớ đến thì đều cảm thấy đáng sợ, chỉ là một tảng đá mà thôi, cho nên từ khi y kế vị đến này thì để bỏ hết mọi tính xấu, lại trở về với đức tính cần kiệm của hoàng đế triều tống ban đầu. Nhưng y cũng sợ nha, sự hấp dẫn mà hoàng đế phải đối diện quá nhiều. Hơn nữa y cũng không thể khẳng định người ngồi trên long ỷ sau này sẽ không xuất hiện thêm một triệu cát nữa. Cho nên lúc mới bắt đầu y cũng cân nhắc mấy phen, cuối cùng mới quyết định lợi dụng luật pháp để hạn chế điểm này. Bởi vì y cho rằng hoàng đế đã có được nhà ở, nữ nhân tốt nhất ở trên đời đều ăn sơn hào hải vị, ngươi còn muốn nhiều hơn nữa, đá hòa cương, báo phòng tự tri nhục lâm vân vân thì quá chút quá đáng quá đáng đến sai lầm đương nhiên hoàng đế vẫn cao hơn cả luật pháp đây chính là ngoại lệ hơn nữa còn có chút châm trước dù sao thì nên hạn chế thế nào nên cân bằng hoàng quyền và lập pháp thế nào đều cần hình thành lối suy nghĩ hoàn toàn mới không phải chỉ trong một ngày cũng không phải chỉ vài một câu của hoàng đế về chuyện thương vụ cục hộ bộ có sát nhập vào tam ti hay không gần như đã trở thành chắc chắn bởi vì chế độ dự toán ngươi phải được xây dựng trên một tài chính thống nhất, bằng không ngươi căn bản không thể thi hành chế độ dự toán. Không chỉ như vậy, tài chính của quân khí giám quy về tam ti cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đối với chuyện này, thần cối vô cùng cảm thấy hài lòng, bởi vì làm như vậy Lý Kỳ liền mất đi quyền không chế tài chính, hơn nữa cũng không cho trịnh giật một mình nắm quyền to, vẫn là chế độ nắm giữ tất cả, không phải là bất cứ ai. Và chiều hôm nay đến tận cùng trạng vạn mới kết thúc, chúng đại thần đều lê thân hình mệt mỏi ra khỏi đại điện. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 413 của Bắc Tống Phập Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 414.